Rồi em xin chào tất cả mọi người nha. Nay em về bốn cái đầu mà Sunny đời cũng thấp thấp. GE500 hai cái ha và GE510 ha. Cái này em đã test ok hết rồi. Mấy con 500 mà 510 này giá xuất xưởng của nó cũng không nhỏ đâu nha mấy. Và 55.000 yên là bằng một nửa của con GA 3 số 5 á. Gia 3 số 5 là 120 thì mấy con này cũng 55.000 yên, giá xuất xưởng cũng rất cao à. Con GE500 này nó có một một cổng optical và một cổng analog. Còn con GE510 thì có hai cổng optical và một cổng analog ha. Chênh lệch nhau của con 500 và con 510 khác nhau ở chỗ là nó có hai một và hai cổng analog. Con này giá của nó là từ giá của nó là từ 5 triệu rưỡi à, 2 triệu rưỡi nha bác, 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 8 ha. 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 8. Em bao ship toàn quốc nha bác. Tặng một đĩa MD và một dây quang 1 mét rưỡi ha. Thu phát ok ha, giải mã nhạc số không cần mồi và mắt phổ thông ha, mắt phổ thông dễ thay, mắt phổ thông, mắt đời mới. Đó, toàn bộ màu đen ha nha bác. Các bác nào thích lấy con nào thì cứ chỉ cho em ha. Hai con trên này là hai con GE500. Hai con dưới này là hai con GE510 ha. Đèn của nó thì nói chung thiết kế của nó gần như là giống nhau về cái mặt. Giống nhau và chỉ có khác mỗi cái chỗ là ở đây là một cổng digital thôi, còn cái này là hai cổng ha. Khác nhau mỗi chỗ đó. Đầu hoạt động hoàn hảo nhé các bác. Giá từ 2 triệu rưỡi ha, 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 8. Bao ship toàn quốc, tặng một đĩa MD và một dây quang nhé các bác. Rồi. Các bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại bên dưới nha. Em sẽ tư vấn cụ thể hơn. Rồi em xin chào mọi người ạ. Em xin cảm ơn.